cũng liên quan đến pháo nổ. Trước đó khoảng 23 giờ đêm giao thừa 9 tháng 2, tại nhà anh Phạm Văn Ân, 48 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi, đã xảy ra vụ nổ pháo độ chế gây thương vong cho ba người trong gia đình. Thời điểm trên, anh Phạm Văn Ân cùng con ruột là cháu Phạm Ngọc Lĩnh, trong lúc làm quả pháo nổ tự chế phía sau bếp nhà thì xảy ra nổ. Hậu quả anh Ân tử vong trong lúc đi cấp cứu, chị Mai Thị Lời, vợ anh Ân và cháu Phạm Ngọc Lĩnh bị thương nặng.